cắn hoài bây giờ không dính, uổng lắm nè cái mạng. Chào cả nhà và các bạn đến Lạng Lẽ Lên. Hôm nay Thu Dương trở lại đến Viều cái Trung nè các bạn. Bây giờ là thấy sáng rồi đó Trung. Hello Trung, hôm nay mình sẽ câu mà này nha các bạn. Mình câu mà này cá cắn nè Trung. Wow rồi các bạn. Wow rồi đó các bạn. Con này bao phao trở lên đi các bạn. Đã quá các bạn ơi. Vô rồi, con này vô rồi đó các bạn. Wow rồi đó các bạn. Bao phao trở lên đó các bạn. Phải vậy mới được chứ các bạn. Cắn hoài bây giờ không dính, uổng lắm nè các bạn. Cái size này được rồi. Size này là được rồi nha các bạn. Yeah. Hai phao các bạn. Hai phao các bạn nè các bạn, hai phao nè các bạn. Vô thấy chưa, ở bên đó đó các bạn. Hả? Lưới cho cá cùng. Dạ. Uống bự hơn chung. Wow. Give me five coi. Yeah. Dạ. Wow, này ngon nè. Còn ngon à? Ồ, dướng như nó à. Đây cả nhà. Đó, quá đã. Mà bự á. Dướng như nó rồi, để mở ra cho nó. Bự đó Trung. Trung vô nữa rồi các bạn. Mấy phao? Ở đó. Ba phao mày không? Một sai các bạn ơi. Một sai. Cỡ đó. Cỡ đó là có thịt rồi. Cả nhà.
các bạn. Wow các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Cùng sai rồi các bạn ơi. Hai điều các bạn ơi. Đây. Cùng sai một rồi các bạn. Cởi đi. Có đỡ hơn không nha các bạn. Cá này mình chơi chứ mấy người kia kiếm không có luôn á nha các bạn. Các bạn cũng sai một rồi các bạn ơi, câu đi tự vớt được rồi. Cá này tự xử, cá cỡ này tự xử. Ông Hào đang phone mình đó. Bọc cá chứ. Yeah, yeah, nè các bạn. Cỡ con chung không? Nhỏ hơn ha. Nhỏ hơn. Vô hả? Nè các bạn, có hai thằng ở sau lưng mình nữa kìa, hai thằng tìm rồi đó phải không? Ba điều rồi hả? Vào rồi chung, con này lớn đó. Cũng một sai. Sát thủ người Nhật nè. Cá trắng tươi. Hey, how are you? My friend. How are you? Good. Also, any luck? No bites. No bite? How about you? Some. Just one? Some. Some? Yeah. Oh, good. What are you using? Oh, red and white. Yeah. Okay. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6 to rod fishing. So I keep changing. No fish over there?
No. Could I have one of those? Huh? Could I have this one? Thank you very much. You're welcome. Good luck. I think I'm gonna try trolling a little bit. Yeah. A lot of boats here. Yeah, a lot of fish there. You hear them? Yeah, I'm seeing them. You can see where they are. They don't want to bite. But they don't bite, huh? Okay, good luck. Okay, you too. I watch your videos all the time. Yeah? Maybe tomorrow I have a new video tomorrow. Okay. Yeah. Cá hả? Nó có con video của mình đó. Cắn gần tàu luôn. Cỡ size đó khá hơn. Nó cắn gần tàu. Con cỡ con của Trung á, bằng con của Trung nè. Cỡ đó đó. Con này bự không các bạn? Cùng sai thả nha các bạn. Càng lúc càng nhỏ. Làm sao kiểu nào cũng biết thả. Hả? Nó cỡ lối này đi câu á, sang trong nữa. Có cá.
Wow nè các bạn. Wow. Cái gì mà gửi hái pháo thôi mà làm chi dữ vậy? Cá gì có con phao bắt vậy? Cá có con phao à các bạn. Thả nha. Các bạn. Bây giờ chào cả nhà và các bạn nha. Hẹn video kế tiếp nha các bạn.